thưa quý vị và các bạn, trong 4 năm gần đây, nắm bắt xu hướng số hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động đẩy mạnh hình thức tuyển sinh trực tuyến. Hình thức này không chỉ tiết kiệm về thời gian, tiền bạc, nhân lực mà còn thuận lợi cho cả thí sinh lẫn cơ sở đào tạo. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh. Em Đỗ Lê Hoàng Ngọc vừa mới tốt nghiệp trường Trung học phổ thông Trưng Vương, nhưng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã tìm hiểu và làm hồ sơ lựa chọn trường đại học cho mình theo hình thức trực tuyến. Khi làm hồ sơ ở giấy, nếu mà chẳng may chúng ta có sai sót trong việc chúng ta làm hồ sơ thì chúng ta lại phải làm lại từ đầu. So với trực tuyến thì chúng ta có thể sửa lại một cách dễ dàng khi chúng ta ở nhà và chúng ta chỉ cần đăng ký thông tin của mình là được ạ. Nắm bắt xu hướng số hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ năm học 2020-2021, Trường Đại học Tài chính và Quản trị Kinh doanh đã bắt đầu triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến. Hàng năm có trên 90% thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường qua hình thức online. Có giai đoạn tỷ lệ này là 100%. Năm ngoái sau khi tốt nghiệp, em có đăng ký tuyển sinh ở trên cổng thông tin của Bộ bằng hình thức online. Từ đó sẽ giúp các bạn đỡ phải đến trường để nộp hồ sơ, giúp các bạn thí sinh có nhiều thời gian để ôn thi hơn. Năm học 2023-2024, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đặt chỉ tiêu tuyển trên 1.300 sinh viên theo 4 phương thức là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét học bạ trung học phổ thông, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia. Trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ tháng 3. Đến nay, đã ghi nhận trên 3.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển tại trường. Khi mà các em đăng nhập vào hệ thống thì sẽ được cấp một cái tài khoản tự động. Các em truy cập vào cái trang web này hoặc là có thể quét mã QR để thực hiện các cái thao tác. Hồ sơ các em đăng ký trên hệ thống thì sẽ được lưu giữ cùng với các cái minh chứng, ví dụ như là học bạ và các cái giấy tờ tùy thân khác thì đảm bảo cái tính minh bạch. Không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí cho thí sinh và gia đình, hình thức tuyển sinh trực tuyến cũng giúp các đơn vị đào tạo tiết kiệm nhân lực, thời gian, đồng thời quản lý hồ sơ của thí sinh dễ dàng, đảm bảo an toàn và công bằng trong quá trình xét tuyển. Thứ nhất là nhà trường cũng tiết kiệm được cái nguồn lực, và thứ hai là quy trình xét tuyển và cái tính minh bạch cũng được nâng cao rất là nhiều, sau khi có kết quả thì cũng thông báo rất là nhanh. Việc áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tuyển sinh đại học là đang thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tiến tới mục tiêu xây dựng xã hội số, góp phần tạo thuận lợi cho thí sinh, gia đình và bộ phận làm công tác tuyển sinh.